mọi người ha, thì tiếp tục chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của bên mình, bên Kim Bảo Audio. Ngày hôm nay thì trước mặt các bạn đây, mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn cái mẫu chống hú Tippet TR 2.0 và 2.0 Plus. Rồi ok ha, thì để tiền á thì mình cầm luôn cái máy mình quay, chứ nãy mình để cho máy quay này nè, nó quay mình cố định á, thì mình khi mình cần quay cái chi tiết á thì nó hơi khó, thì mình cầm luôn quay cho dễ nha. Đây rồi đó nè, máy đen Việt Nam là con dưới nè, con 2.0 nè, 2.0 LED chứ, còn con trên là con 2.0 thường nè. Đó, đây là mấy cổng in out nè, in A, in B, out B, in 1, in 2, out 1, out 2, thì này không quan trọng, rồi quan trọng thì nó sẽ có tem chính hãng, thì nó sẽ có tem của hàng chính hãng ha. Thì nguồn điện là 100V đến 240V. Đó. Rồi. Đây mặt trước. Trước, mặt sau, mặt sau. Giờ mình quay mặt trước cho mọi người xem. Đó. Đây mặt trước. Thì nhìn sơ qua thì mọi người có thể nhìn thấy sơn ha. Lớp sơn nè. Ở trên là sơn bóng luôn nè, ở dưới là sơn sần nè. À, con phía trước đẹp hơn ha, nó có màu sắc nó đẹp hơn, XTR 2.0 LED. Đó, đây tem hãng nữa các bạn. Đây tem hãng của Extra đây. Con trên đó thì nó dán bên hông á. Và bên hông thì mình tháo đó, bằng xe thì mất tem mất tiêu rồi. Đây. Mọi người nhìn cái này dễ thấy cái lớp sơn sần hơn ha, mình sẽ lấy cái kia lên để mọi người xem và so sánh. Đây mọi người nhìn kỹ lớp sơn sần 2.0 LED chưa? Và đây là một cái của 2.0 thường. Đó, không có sần ha, sơn bóng luôn. Thấy không? Đó này mình có nói á. Đó, rồi. À, mấy cái này nó không quan trọng đâu mọi người, quan trọng là cái con bên trong nè. Đây, anh em hay quan tâm cái này nè, hai cái con tụ nhôm trắng gì đây. Đó. Bự nè, rồi hai mấy con IC, mấy con sò gì đây. Mình không rành lắm mấy này lắm nha, anh em thông cảm nha. Thì anh em cần xem á thì mình quay cho anh em xem thôi. Đó, hãng rất là chi tiết ha. Đây sợ làm nhái làm giả nè, cái này cạo luôn nè. Cái này đã cạo rồi và dán luôn cái tem của Xtramen vô nè. Đó, cái tem này giống cái tem này nè nha. Đó, nha, hai tem giống nhau nha, tại vì cùng một hãng mà. Nguồn đây. Nguồn là từ 110 hết á. Nguồn là từ 100 tới 240V thì anh em nước ngoài xài vẫn được, yên tâm. Đó, đây là linh kiện chi tiết bên trong. Anh em yên tâm, vì hàng bên mình là cam kết 100% là hàng chính hãng. Thì nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, thì trước khi thanh toán tiền thì kiểm tra là anh em được có thể là mở hộp kiểm tra nè, có thể cắm thử cái nguồn vô nè, là đèn sáng đèn xanh lá nè nha, chứ anh em không được mở hộp như mình mở đâu. Tại vì gửi đi á thì mình sẽ dán tem của hãng lại, dán tem của mình nữa, thì mở ra sẽ mất tem và không còn ai bảo hành cho mọi người đâu nha. Vì mình đã làm cái video lên video chi tiết rồi nên mọi người cứ yên tâm, cam kết 100%. Nếu như mà mọi người phát hiện bên mình bán hàng nhái, hàng không chính hãng của con XTR này á, của Extra này á, thì bên mình một đền 10 cho bạn luôn nha, yên tâm. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video này đây. Thì số điện thoại mình có trên màn hình là 0979 778 678. Mọi người cần ở gần Hồ Chí Minh á, muốn xem trực tiếp sản phẩm á, thì có thể ghé địa chỉ bên mình là 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh nha. Yên tâm. Rồi, hỗ trợ giao hàng miễn phí cho mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video từ bên Kim Bảo Audio. Thì nếu như thấy video này hay thì cho mình một like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.